Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Người tuổi Dần chọn tuổi nào xung nhà năm Canh Tý 2020 này giúp gia chủ phát tài thất lộc? Xung đất là một nét đẹp của người Việt Nam chúng ta. Tết Canh Tý cũng đã sắp đến rồi, và chúng ta hãy cùng tham khảo cái cách chọn tuổi xung đất tốt cho nhà mình sau đây. Từ xưa đến nay thì ông cha ta có cái quan niệm rằng nếu người khách đến thăm nhà đầu tiên hay được gọi là người xung đất ấy, và nếu hợp tuổi thì cả năm đó gia chủ sẽ được may mắn và thành công trong nhiều chuyện. Chính vì thế mà mỗi nhà đều cố gắng lựa chọn người xung đất hợp tuổi của mình nhất. Thì chúng ta biết rằng là chọn tuổi xung nhà năm mới thường là người mạnh khỏe, sợi lợi thành đạt, thì đồng thời là người có tuổi hợp với năm ngày xung nhà và cái tuổi của gia chủ. Trong các cái video trước thì chúng tôi đã giới thiệu về cách tính tuổi xung nhà năm 2020 hợp với năm và ngày xung nhà. Tuy nhiên thì đối với từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp thì người xung nhà còn cần hợp với tuổi gia chủ mới thật tốt. Vì vậy mà chúng tôi tính toán và tổng hợp lại các cái tuổi tốt xung nhà hợp với năm mới, ngày xung nhà mùng 1 và mùng 6 Tết và từng tuổi gia chủ để bạn dễ tra cứu. Và chúng tôi cũng tính luôn cả tuổi tương đối tốt ở trên cái mức trung bình cho hai cái ngày mùng 1 và ngày mùng 6 Tết Canh Tý năm 2020 để các bạn được một cái sự lựa chọn dễ dàng hơn. Và này, riêng về tuổi gia chủ thì chúng tôi chỉ tính tuổi tốt. Nếu người nào không tìm được người tuổi tốt, chỉ cần loại trừ người tuổi xấu như can, chi, xung khắc là được. Mặt khác thì chỉ cần người xung đất hợp với năm, ngày hoặc tuổi gia chủ đã là tốt rồi. Nếu được đủ các yếu tố trên thì lại càng tốt nữa. Người tuổi Dần chọn tuổi nào xung nhà năm Canh Tý 2020 này? Thứ nhất là chúng ta chọn cái tuổi xung nhà ngày mùng 1 Tết năm Canh Tý 2020. Ở đây là ta chọn cái tuổi khá trên trung bình trước. Nếu chúng ta không chọn được cái tuổi tốt thì trước hết chúng ta sẽ chọn cái tuổi khá, tức là nó ở trên cái mức độ trung bình thì cũng là được rồi, may mắn rồi. Thứ nhất đấy là tuổi Đinh Mão, Đinh Tị, Mậu Tý. Mậu Dần, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Canh Tý, Canh Dần kiêng các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Tân, Quý và hàng chi là Ngọ và Dậu. Sau đây là các cái tuổi tốt mà rất hợp để xung nhà năm 2020 vào cái ngày mùng 1 Tết. Đấy là Nhâm Dần, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Canh Tuất, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Nhâm Tuất, Ất Sửu, Mậu Thìn, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi. Trong đó các cái tuổi Nhâm Tuất 1922, 1982, Ất Sửu 1925, 1985, rồi Nhâm Thân 1932, 1992, rồi Ất Hợi 1935, 1995, Nhâm Thìn 1952, 1912, người Ất Mùi 1955, 2015 tốt nhất vì được cả can và cả chi. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái tuổi tốt xung nhà ngày mùng 6 Tết. Ta sẽ xem các cái tuổi khá trước. Tuổi khá là ở trên cái mức trung bình, là gồm có các cái tuổi Canh Tý, Canh Tuất, Nhâm Tý, Nhâm Tuất, Tân Mão, Tân Mùi, Tân Dậu, người Tân Hợi, Quý Mão, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, kiêng các tuổi có hàng can là Giáp, Bính, Mộc và các chi là Ngọ và Dần. Sau đây là các cái tuổi tốt mà chúng ta cần phải lưu ý. Đề cập đến các cái tuổi này như Tân Sửu, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Canh Thân, Ất Sửu, Đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Ất Hợi, Đinh Sửu, người Canh Thìn, Tân Tỵ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu. Trong đó thì các cái tuổi như là Ất Tỵ,
1905-1965, rồi Đinh Tị 1977, Ất Sửu 1925-1985, rồi Đinh Sửu 1937-1997 là tốt nhất vì được cả can và cả chi. Cái tuổi tốt hợp gia chủ tuổi Dần là xung thân hợp hợi ngọ tuất. Thứ nhất là tuổi đối với tuổi Giáp Dần thì Giáp Dần sinh năm 1914 và sinh năm 1974 thì Giáp khắc mộc và canh hợp tuổi là gồm có là Kỷ Sửu, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ, Kỷ Mùi, Kỷ Dậu, Kỷ Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tuất, Nhâm Tuất. Thứ hai là Bính Dần thì sinh năm 1926 và sinh năm 1986 thì Bính khắc canh và Nhâm hợp với Tân. Về cái tuổi hợp là Tân Sửu, Tân Mão, Tân Tỵ, Tân Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi và Quý Hợi, Giáp Ngọ, Bính Ngọ, Mậu Ngọ, Giáp Tuất, Bính Tuất, Mậu Tuất, Mậu Dần. Thứ ba là đối với tuổi Mậu Dần sinh năm 1938 và 1998 thì Mậu khắc Giáp, Nhâm và hợp với Quý. Thì các tuổi hợp là Quý Sửu, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Dậu, Quý Hợi, Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Bính Hợi, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tuất, Canh Tuất. Thứ tư là đối với tuổi Canh Dần sinh năm 1950 và 2010 thì Canh khắc Bính, Giáp và hợp với Ất. Thì các tuổi hợp là gồm có Ất Hợi, Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ và Mậu Tuất, Canh Tuất rồi Nhâm Tuất. Thứ năm là đối với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1902 và 1962 thì Nhâm khắc Mậu, Bính và hợp với Đinh. Thì cái tuổi hợp ở đây là Đinh Sửu, Đinh Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu, Đinh Hợi, Ất Hợi, Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Giáp Tuất, Canh Tuất, Nhâm Tuất. Quý anh chị thân mến, thì trên đây quý anh chị đã cùng chúng tôi tìm hiểu các cái tuổi hợp để xông đất cho người tuổi Dần năm 2020 này. Và mong rằng thì qua cái video này các bạn đã biết được ai sẽ là người phù hợp để đến xông đất đầu năm cho gia đình của mình rồi. Và chúc các bạn và gia đình của mình sẽ có một cái Tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc, gặp nhiều may mắn. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt hoặc những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.